Nếu hành khách không chấp hành đầy đủ quy định về phòng chống COVID-19 tại nhà ga và trên máy bay, có thể bị cản vụ hàng không phạt hành chính tới 3 triệu đồng. Đây là nội quy vừa được Cục Hàng không ban hành. Cục Hàng không cho biết, thời gian tới là các dịp lễ Tết nên nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Do đó, Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không phải nhắc nhở hành khách tuân thủ biện pháp phòng chống dịch trước khi lên máy bay và trong suốt chuyến bay, thông báo công khai các quy định xử lý vi phạm. Trường hợp hành khách không chấp hành, vi phạm quy định về phòng chống COVID-19, có thể áp dụng quy định của Nghị định 162/2018 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không. Khách vi phạm, các hãng hàng không cần phối hợp với cảng vụ hàng không liên quan để kịp thời xử lý, mức phạt tối đa là 3 triệu đồng.